Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 117 Đại kiếp chủ, tác giả Hắc Sơn lão quỷ, nhóm dịch Tiêu Dao, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 534, khẩu Dị quá lớn. Có lẽ địa cung đã tích lũy an toàn của những người này, nhưng mà Phương Nguyên lại cảm thấy nơi này hung hiểm âm u như là đi trên miếng băng mỏng hắn biết rõ tầm quan trọng của nó nên lúc nào cũng lưu tâm, chú ý, làm việc vô cùng cẩn thận. Khi bố trí đại trận làm rất chậm nhưng mà không ngờ vẫn bị người khác chọn ra. Hắn không biết làm sao xảy ra vấn đề, cũng không biết nữ nhân này gọi hắn đi theo làm cái gì. Chỉ có thể thành thật cùng với hai tộc vệ khác cũng được chọn đi theo nàng. Nhìn người làm việc có chút nghiêm túc, ở đây thu xếp hồ sơ lại. Tiêu Cầm dẫn Phương Nguyên đi đến phía bắc của địa cung, tới một động phủ nhỏ mới thấp giọng dặn dò. Không gian phủ động không lớn, lúc này cũng có mấy người ở trong. Phương Nguyên cũng biết một người trong đó, chính là đại tiểu thư Diên Gia, từng đánh nhau ở làng Gia Cát giảng. Ngoài hắn ra thì còn có mấy người còn lại đều là tu sĩ trẻ tuổi. Mà trước mặt của bọn họ đặt một cái trường án dài. Phía bên trên đặt đủ loại hồ sơ cùng với bản đồ đã được xếp lại gọn gàng. Hiện giờ phía trên tuyết nguyên đã vô cùng hỗn loạn Rất nhiều người đã xâm nhập vào trên tuyết nguyên Chúng ta muốn làm gì cũng không thể làm Việc này đã khiến cho vật tư dừng lại trên đường không thể dẫn chuyển tới Lại không dám mở mũi đi ra để mà tránh người khác phát hiện Nhưng để ở bên ngoài thì vẫn không yên tâm Các người giúp chúng ta phân tích những bản đồ cùng đường đi này Tiếp ứng tốt để bọn họ lại đây Tiêu cầm thấp giọng phân phó mấy người phương nguyên Liên chậm rãi ngồi xuống một bên. Vị đại tiểu thư của viên gia phía xa nhẹ nhàng tiêu sái tiếng lại cười nói. Vị này chắc hẳn là tiêu cầm tiêu sư tỷ rồi. Ta đã sớm nghe nói về ngươi. Đây là lần đầu tiên ta gặp. Ta là người của viên gia. Tên là viên tiểu quyên. Xin chào tỷ tỷ. Tiêu cầm cũng đứng lên hoàng lễ nói. Sư muội khách khí rồi. Viên tiểu quyển ngồi xuống bên người của tiêu cầm tùy ý hàng quyên mấy câu, đơn giản chính là đang định hót kiếm đạo tẩy kiếm trì quyền ảo. Trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu, sau đó mới nói. Nghe nói, thời gian này vẫn là do tiêu sư tỷ phụ trách truy bắt tên họ Phương kia. Hiện giờ đã lâu qua như vậy mà không thấy động tĩnh gì cả, hay là hắn đã chạy xa rồi. Tiêu cầm thản nhiên liếc mắt nhìn viên Tử quyện nói, Phụ trách việc này là mẫn sư thúc của ta, ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm việc thôi, nhưng mà quả thật vẫn không tìm được hắn. Lúc trước, sư thúc viên gia từng nói là để cho người theo dõi hành tung của hắn, chỉ đích danh là Nguyễn Nhi Tiểu Thư đi, nhưng mà con đường được dạch ra lại là giả. Chúng ta lần lượt tìm trong phạm vi ngàn dặm cũng không tìm được hắn. Sắc mặt của viên tiểu quyển hơi trầm xuống cười cười nói Có lẽ người nọ cũng là kẻ giả hoạt Hoặc là đã đoán được gì đó Trong lòng sợ hãi mới trốn đi Dựa vào bản lĩnh của các sư phụ và sư huynh tẩy kiếm trì Sao có thể tìm không thấy hắn chứ Phải thêm nhiều người nữa là được rồi Đây đã là cực hạn của tẩy kiếm trì chúng ta rồi Tiêu cầm trầm mặt một lúc mới nói tiếp Tuyết nguyên quá lớn Chúng ta vừa muốn phân công nhân thủ Mang pháp chu bị lạc ở tuyết nguyên trở về Vừa muốn phụ trách đề phòng Căn bản không thể xuất ra nhiều người quay lại tìm hắn dân tiểu quyển nghe như vậy trong lòng có chút bất mãn nhưng mà vẫn tỏ vẻ thoải mái cười nói người của tẩy kiếm trì ít như vậy sao sắc mặt của tiêu cầm có chút không vui một lát sau mới nói diên gia sư muội tuy là tẩy kiếm trì của chúng ta đồng ý giúp các ngươi kiến tạo thiên địa cung nhưng mà cũng không nói lên thái độ của tất cả mọi người tẩy kiếm trì đều như thế trên thực tế chỉ có 300 đệ tử nhất mạch của chúng ta tới đây nếu mấy trưởng lão nhất mạch khác biết được theo ta thấy chỉ sợ không tới hỗ trợ ngược lại còn phản đối nữa viên tiểu quyển nghe lời này xong nụ cười cứng ngắc một lát sau mới thở dài nói đại kiếp nạn qua đi chủ yếu cũng là xây dựng lại chúng ta cũng vì lưu lại một chút hương khoái ở nhân gian nếu các sư phụ không đồng ý thì thật là có chút ngoan cố rồi ngoan cố à tiêu cầm nheo mắt lại nhìn nàng một lúc lâu bỗng nhiên nói Viên sư muội ta nghĩ cần phải nói rõ một chút chuyện. Lúc này sư tổ tẩy kiếm trì của chúng ta đã gật đầu, chúng ta đương nhiên phải theo mệnh làm việc. Nhưng đúng sai thế nào cũng không tới lượt một áo bào trắng nhỏ nhoi có thể bình xét. Sau khi giúp các ngươi làm xong chuyện này, ta dự định quay lại ma biên, đánh úp ma vật, sinh tử khó đoán, sợ rằng ta không có phúc khí hưởng đám vật tư trong địa cung này. Cho nên, nàng trầm mặt một lúc mới nói, chúng ta cũng không được xem là người một phe. lời nói này vừa nói xong, không riêng gì Diên Tử Quyển, mấy người khác bên trong động phủ cũng mang vẻ mặt xấu hổ. Diên Tử Quyển suy nghĩ một lát mới cười nói: Tiêu sư tỷ thật là lo xa. Sau khi đã kiếp nạn đi qua, chẳng lẽ không cần người? Lúc này Tiêu Cầm đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói: Ta quả thật lo lắng thái quá, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy cần phải tính xem trải qua kiếp nạn này thế nào quan trọng hơn việc bây giờ lo lắng sau khi đại kiếp nạn qua đi cần phải làm gì. Một câu nói dứt khoát cuối cùng sau đó không nói thêm. Không khí ở bên trong động phủ có chút áp lực lại xấu hổ. Mà Phương Nguyên lại yên lặng ghi nhớ những lời này. Trên tay cũng không dừng lại cẩn thận lật xem các loại hồ sơ và bản đồ trên bàn. Bị phân tâm hai lần nhưng mà cũng không làm việc chậm trễ. Một lát sau lại phát hiện một hồ sơ khả nghi hắn nhìn chằm chầm hồ sơ này một lúc liền cảm thấy kỳ quái trầm ngâm một lúc liền cố ý đứng lên nói với tiêu cầm tiêu sư tỷ những vật tư khác đều được sắp xếp xong bây giờ chỉ là vấn đề sớm muộn chỉ là diên gia có một ít vật tư tới từ phía tây nơi đó tà tu thường xuyên lui tới tuyết thú hoành hành cách địa cung cũng khá xa không biết làm sao có thể an bài tiếp ứng bọn họ chứ phía tây à tiêu cầm nghe xong khẽ ngẩn người ôm hồ sơ qua, vẻ mặt cổ quái nói, Diên gia sao có thể có được vật tư ở phía Tây chứ? Nói tới đây, nàng nhìn hồ sơ dài lần, sau đó lại ngưng thần nhìn về phía Diên Tiểu Quyển. Thần sắc của Diên Tiểu Quyển có chút không vui, cười nói, ta cũng không biết an bài của gia tộc nữa. Nếu Diên gia đã phái tiểu thư chính thất như ngươi tại đây, sao ngươi lại không biết chứ? Tiêu cầm có chút nghiêm túc nhìn nàng nói tiếp, nói cho ta biết vì sao lại có vật tư tới từ phía Tây không khí trong động phủ có chút áp lực ánh mắt của viên Tử quyển lạnh nhạt đảo qua người phương nguyên vẻ mặt có chút không vui đón ánh mắt của tiêu cầm nàng như ngậm quả đắng không chịu mở miệng giải thích vào lúc này thì một thanh niên áo trắng ở trong động phủ bỗng nhiên vỗ tay cười nói ôi tuyệt vời diên gia thật sự đi một bước hay chả trách diên gia các ngươi là vận chuyển vật tư về ma biên phải đi băng hải nghĩ tới lúc chạy ở trên biển có thể bị yêu thú ở trên biển nuốt gọn hoặc là không cẩn thận chọc phải kẻ điên đứng đầu hắc ám đều có thể bị nuốt chửng cả đến lúc đó tùy tiện cho tiên minh một câu trả lời thỏa đáng lại âm thầm vận chuyển tới tuyết nguyên đây cũng là một nước cờ hay đấy mọi người nghe xong cũng giật mình nhất thời cứng người không thể mở miệng thanh niên mặt trắng này thuận miệng nói một câu liền nói trúng suy đoán của mọi người sắc mặt của tiêu cầm thay đổi trầm giọng nói các ngươi các ngươi lại dám có ý đồ với vật tư của ma biên sao sắc mặt của Diên Tử quyển lập tức trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mặt trắng kia hừ lạnh nói vậy chu gia các ngươi vận chuyển hàng giả thay cho hàng tốt về phía ma biên là sao chứ còn có một năm trước lúc mà chu gia các ngươi vận chuyển vật tư đại trận truyền tống bỗng nhiên bị dở khiến cho vật tư rơi vào trong hư không là thế nào Chẳng lẽ tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu ra tất cả những chuyện này sao? Người thanh niên mặt trắng mở quạt xếp, lắc lư cười nói, không thèm nói thêm. Các người, các người thật là quá đáng mà. Thời điểm này tiêu cầm đã có chút không thể kiềm chế, cầm giận nói. Không thể động vào vật tư ma biên, đây là giới hạn. Tiêu sư tỷ đúng là chuyện bé xé ra to. Viên tiểu quyển thấy tiêu cầm nhìn chầm chầm mình nói những lời này trong lòng có chút khó chịu, mặt không thay đổi. Tích lũy ba 000 năm của các đại đạo thống đều được vận chuyện tới Ma Biên. Có biết bao nhiêu, chẳng lẽ còn quan tâm tới của chúng ta sao? Người... Tới lúc này, tiêu cầm không thể nói ra lời. Sắc mặt đại biến, một lát sau lạnh lùng nói. Ta sẽ đi tìm mẫn trưởng lão để mà nói rõ việc này. Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng lạnh lùng, đảo qua mọi người, quán hận xoay người, đi ra bên ngoài mà đám người bên trong động phủ cũng hai mặt nhìn nhau không ai lên tiếng. Tới lúc này Phương Nguyên cũng giải đáp được nghi ngờ ở trong lòng, cũng không nhiều lời vội vàng cúi đầu tiếp tục sửa sang hồ sơ. Nhưng mà vị viên tiểu thư kia lại cười hì hì nhìn hắn nói, không biết vị sư huynh này xưng hô thế nào đây. Động tác trên tay Phương Nguyên chậm lại, vội vàng hành lễ nói, tiểu thư đừng gọi ta là sư huynh, ta là tộc vệ nhất mạch của triệu tam gia gọi là lục tiểu ất vừa rồi đã lắm lời rồi dường như đã nói chuyện không nên nói tiểu thư đừng có trách viên tiểu quyển khoát tài nói không có gì dù sao sớm muộn gì nàng cũng đã biết rồi nói xong liếc mắt đánh giá lục tiểu ất cười như không cười nói ngươi rất tốt làm việc kỹ càng ta cũng quen biết thiếu chủ phi nham sư huynh của triệu gia các người, là bạn tốt tham giao với hắn chờ tới khi ta gặp hắn nhất định sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu trên mặt phương nguyên cố ý hiện ra chút sợ hãi vội cúi đầu nói tiểu nhân đã biết rồi được rồi làm xong thì ra ngoài đi viên tiểu quyển thản nhiên nở nụ cười nói còn lại cứ để ta tiện tay sắp xếp phương nguyên gật đầu đồng ý đưa tay sửa sang lại hồ sơ một chút đặt lên trường án sau đó xoay người đi ra ngoài hắn cảm thấy phía sau có hai ánh mắt đang thản nhiên nhìn mình. Biết ánh mắt kia chính là tới từ Duyên Tiểu Quyển, cũng có thể cảm giác được vừa rồi vì mình lắm chuyện khiến cho nàng cảm thấy có chút không vừa mắt. Nhưng mà trong lòng hắn bây giờ lại không rảnh bận tâm tới nàng. Lúc này hắn thậm chí không có hơi sức phân tích vai trò của tẩy kiếm trì trong chuyện này. Trong lòng chỉ nghĩ tới một chuyện, những người này thật là điên rồ, khẩu vị cũng quá lớn rồi. Chương 535 rời khỏi địa cung. Trong lòng Phương Nguyên mang theo chút buồn bực, rời khỏi đồng phủ thu xếp hồ sơ này, tuy rằng trong lòng có chút tức giận vẫn khiến cho bản thân bình tĩnh, chậm rãi đi trong địa cung, vừa âm thầm lưu ý cảnh tượng xung quanh, hắn có thể nghe thấy, nghe được một số câu của người ở đây, lại chậm rãi đi tới nơi tu sửa đại trận. Hắn đã biết mình phải ngây ngốc ở đây mấy ngày, tốt xấu gì cũng phải làm rõ một số việc mới không phí liều mạng tiến vào đây đương nhiên chưa cần lo lắng thắng, trước tiên phải lo bại. Phương Nguyên đang ở hiểm cảnh, tất nhiên cũng muốn bố trí thêm vài thứ. Hơn nữa, bất kể cuối cùng có dùng được không, cũng phải làm tốt một ít chuẩn bị sau cùng. Dù sao thì bảo vệ mạng trong hoàn cảnh này là nhiệm vụ đầu tiên. Cũng may, vừa rồi, hắn vẫn luôn nhớ kỹ con đường đi tới, dọc theo đường đi luôn cúi đầu, chậm rãi đi tới, về tới nơi tu sửa đại trận, chỉ thấy một ít tộc trở về cùng với hắn, Đều đang làm cu ly nơi này Thấy hắn trở về lại có chút bất ngờ Không hiểu vì sao hắn lại trở lại nhanh vậy Chẳng lẽ thấy một thân kiếm khí của nữ kiếm sư tại kiếm trì Nên đã bị dọa tới mất mật không Bên kia đã sửa sang xong rồi trở về giúp các người Phương Nguyên ôm ôm trả lời một câu Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của người xung quanh nhìn hắn có chút không đúng Trong lòng Phương Nguyên lập tức báo động chẳng lẽ là do biểu hiện rất trượng nghĩa của hắn à. Vì thế, hắn trầm mặt một lúc, lại cố ý hỏi một câu. "Tiêu sư tỷ không trở lại nơi này sao?" Đám tộc về xung quanh nhất thời cười ha hả, không khí dần dịu đi. Còn có người Vũ Bả gia của Phương Nguyên cười nói, "Tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Tiêu sư tỷ không có trở về, nói không chừng là cùng dai kia." Sau một lúc trêu đùa, liền quá giải vấn đề không biết có được xem là nguy cơ hay không. Phương Nguyên lại bố trí đại trận cùng những người này. Sau khi chờ một vị đại trận sư kiểm tra đo lường một chút, lại điều chỉnh một số chỗ mới dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ trở về nghỉ ngơi. Sau khi trở về động phủ của tộc vệ triệu gia, nghỉ ngơi mấy canh giờ liền, liền bị một trưởng lão mặc áo bào xám tới, hạ lệnh tiếp tục đi tu sửa đại trận. Một đám tộc vệ đều vô cùng vui vẻ, Tuy rằng bố trí đại trận cũng không nhẹ nhàng nhưng mà cũng thoải mái hơn so với việc xuôi ngược trong băng tuyết ở bên ngoài. Mà Phương Nguyên cũng trà trộn trong đám người này nhưng mà trong lòng lại có một suy nghĩ khác. Đối với hắn lẫn vào địa cung là cửa ải đại nạn đầu tiên. Như vậy rời khỏi địa cung chính là cửa ải đại nạn thứ hai. Nếu như những tộc dạy này bị an bài đi ra ngoài tuần tra, hắn có thể thoải mái tìm cơ hội rời đi, nhưng mà nếu bọn họ vẫn ở lại trong địa cung tu sửa đại trận vậy thì phương nguyên muốn thoát khỏi nơi này vô cùng khó khăn cần phải chờ đợi thêm cơ hội nhưng mà trong lòng của phương nguyên cũng không sốt ruột chỉ thành thật ở lại nhớ lại mình đã chia tay với đám người kim hàn tuyết đã gần được một tháng cũng sắp tới thời gian ước định của bọn họ phương nguyên bình thường làm việc rất cẩn thận thà rằng chuẩn bị thêm một số việc nhìn như vô dụng cũng sẽ không khiến cho bản thân lâm vào tình thế khó xử tới ngày hôm nay tuy rằng vẫn không có cơ hội rời khỏi địa cung nhưng mà trong lòng cũng không kích động biết thời gian vừa tới đám người kim ngạch tuyết sẽ tung ra tin tức chỗ hắn thường lui tới ở bên ngoài đến lúc đó địa cung sẽ phái người ra ngoài tuần tra mà hiện giờ thứ thiếu nhất trong địa cung chính là nhân thủ nói như vậy tộc về của các gia tộc đều đã bị điều động hắn cũng có cơ hội rời đi hiện giờ vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà Phương Nguyên không ngờ bản thân chưa kịp đợi tới thời gian ước định với Kim Hằng Tuyết, đã có một người khác tìm tới, chính là Tiêu Cầm đã biến mất mấy ngày nay, lại lần nữa xuất hiện tại chỗ bọn họ tu sửa đại trận, yên lặng đánh giá. Dài tộc dậy xung quanh thấy thế liền nhảy mắt cho Phương Nguyên. Phương Nguyên bất đắc dĩ đành phải làm ra bộ dạng si ngốc nhìn về phía Tiêu Cầm. Ngươi, đi theo ta. Ánh mắt của tiêu cầm quét một lúc Bỗng nhiên chỉ về phía phương nguyên Biểu tình trên mặt của mấy tộc vệ bên cạnh Lập tức trở nên phấn khích Trong lòng phương nguyên có chút bất đắc dĩ Đành phải đi theo nàng ta vốn nghĩ sẽ đi sửa sang hồ sơ Và một vài thứ linh tinh Không ngờ tiêu cầm lại trực tiếp Dẫn hắn tới gặp trưởng sự của triệu gia Sau đó lại tự mình cùng hắn Đi nhận ấm ngọc quả đan Cùng với một số vật khác Trong lòng phương nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc mấy thứ này chỉ giao nhận vào thời điểm cần ra ngoài. Dù sao thì hiện giờ địa cung đã ở bên cạnh đào tuyết tuyến thứ bảy, vô cùng rét lạnh. Cho dù tu sĩ kim đan lỗ mãn đi ra ngoài cũng nhanh chóng bị đông cứng. Bởi vậy, tộc vệ bọn họ đi ra ngoài đều cần số lượng lớn vật chống lạnh mới có thể miễn cưỡng đi xuyên qua băng thiên tuyết địa. Về phần tu sĩ trúc cơ lại không thể lộ diện vì nhảy mắt sẽ đông lạnh thành băng. Tiêu sư tỷ chúng ta phương nguyên có chút kinh ngạc trên mặt xuất hiện vẻ chần chừ nhìn về phía tiêu cầm đệ tử tẩy kiếm trị đã được phái ra ngoài thuộc hạ của ta thiếu người đành tạm điều ngươi tới giúp đỡ làm nhiệm vụ thôi sắc mặt của tiêu cầm vô cùng đạm mạc thuận miệng giải thích một câu phương nguyên chỉ biết ngậm miệng đệ tử tẩy kiếm trì có địa vị rất cao trong địa cung huống chi là một vị kiếm sư áo bào trắng hắn không có tư cách từ chối Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này rời khỏi địa cung cũng là việc tốt. Lúc rời khỏi địa cung lại trải qua đại trận kiểm tra thực lực, Phương Nguyên vô cùng lo lắng đề phòng một lúc, nhưng mà cũng may, đại trận này vẫn không thể phát hiện điều lạ. Nghĩ tới cũng có thể do Hoàng Thiên Ngự cung trận còn chưa hoàn toàn hình thành, nếu không, một khi mà tòa đại trận kia được khởi động, dựa vào tu vi của bản thân muốn trà trộn đi ra ngoài sẽ trở thành một chuyện rất khó. Tiêu cầm suốt kiếm ra Phương Nguyên cùng hai vị áo bào đen tẩy kiếm trì khác Bước lên trên chống lại gió tuyết Đi vào bên trong trời cao Khi mà cảm nhận được gió tuyết ở ngoài địa cung Phương Nguyên cũng thở nhẹ một hơi Thành công đi vào Lại thành công đi ra Với hắn mà nói đã thành công hơn phân nửa rồi Chỉ tìm cơ hội rời đi là được Nhưng mà vừa mới rời khỏi địa cung hơn trăm dặm Tiêu cầm liền ngừng lại thản nhiên dặn dò hai áo bào đen kia một câu liền thấy bọn họ đi về hướng khác. Sau khi những người này rời đi, tiêu cầm không biết là cố ý hay là vô tình, không vội vã rời đi mà dẫn theo phương nguyên bay về bên cạnh một cái ao hồ, chậm rãi hạ xuống, trầm mặt không nói. Phương nguyên nhìn thấy biểu tình của nữ nhân này, lông mày khẽ nhíu lại. Tiêu cầm trầm mặt một lúc, bỗng nhiên thấp giọng nói với phương nguyên. Người khác với bọn họ, ta còn một việc phải giao cho người. Từ đáy lòng Phương Nguyên xuất hiện chút không vui, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ đang khách khí nói xin mời sư tỷ tiêu cầm trầm mặc một lúc nhìn hắn một lúc lâu mới nói người phải thề là nhất định phải giúp ta làm trong lòng là phương nguyên không vui nhưng mà vì nghĩ tới đại cục vẫn phải thề mãi tới lúc này tiêu cầm mới đặt vào tay hắn một ngọc giản ta mang ngươi đi chính là hiện giờ ta chỉ có thể tin tưởng mình ngươi ta hy vọng ngươi có thể mang ngọc giản này tới một trong kiếm lưu ở phía đông lưu đình sơn nơi đó có một vị trưởng lão tẩy kiếm trị hắn gọi là quyền minh ngươi phải gặp được hắn sau đó tự tay giao ngọc giảng này cho hắn hắn tự nhiên sẽ hiểu thôi phương nguyên giật mình trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt tiêu cầm thở dài một tiếng nhẹ nhàng đè tai hắn nói ta chỉ có thể tin tưởng ngươi hy vọng ngươi có thể giúp ta trái tim phương nguyên đập mạnh liếc nhìn tiêu cầm Ai nói đệ tử tẩy kiếm trì chỉ biết dùng kiếm chém người chứ? Nữ nhân này thì lại có thể sử dụng mỹ nhân kế à? Mà tiêu cầm làm ra hành động này cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng chỉ có thể đè nén trái tim, bình tĩnh, nhìn người tự xưng là kẻ mê luyến mình. Hy vọng hành động này có thể khiến cho hắn trở nên hăng hái. Nhưng đợi một lúc, vẫn không thấy Phương Nguyên có phản ứng gì đặc biệt. Liền nói, người không muốn sao? Trong lòng Phương Nguyên không biết làm sao, thầm than sao người không đợi cách ra địa cung một tí rồi mới giao ngọc phụ cho ta? Tiêu Cầm không thấy trên mặt của Phương Nguyên xuất hiện vẻ kích động, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, há miệng thở dốc, đang muốn trấn an vài câu, liền nghe được âm thanh truyền tới từ trong gió tuyết. Tiêu Cầm, Tiêu sư tỷ, không biết có chuyện cơ mật gì mà lại muốn rời khỏi địa cung, sau đó lại cố ý tìm người yêu của mình tới vậy? Phương Nguyên nghe được những lời này chỉ cúi đầu thở dài mà sắc mặt của tiêu cầm lại đại biến. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một sức mạnh ngang trời vô cùng lớn đánh úp lại, đánh thẳng vào giữa tiêu cầm và phương nguyên. Sắc mặt của hai người đều thay đổi, phi thân lui về phía sau, trước mắt lập tức xuất hiện gió tuyết vô tận. Các người, thanh âm rung rẩy của tiêu cầm vang lên, đưa mắt nhìn bốn phía liền thấy xung quanh gió tuyết mờ mịt, mấy nhân ảnh đã xuất hiện. Lúc này có Diên gia, Diên Tiểu Quyển, thanh niên mặt trắng lục da, nam tử trung niên tử y tôn gia cùng với đám người đại chấp sự của Khương gia đang dây quanh chỗ này. Tiêu sư tỷ, người không biết làm lộ việc của địa cung là tử tội sao? Diên gia đại tiểu thư cười nhạt, chậm rãi đi tới trước, ánh mắt nhìn Tiêu Cầm có chút đùa bỡn. Cho dù ngươi là kiếm sư áo trắng của tại Kim trì, cho dù ngươi chỉ tiết lộ việc này cho một trưởng lão khác của tẩy kiếm trị. Chương <laughs> 536 Mệnh trên một đường Ta có việc quan trọng trên người. Thời gian cấp bách, các ngươi lại ngăn cản đường đi của ta, sất sượt ra tay là muốn thế nào đây? Tiêu cầm thấy mấy người này xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục vẻ trấn định thông dòng, lạnh dòng quát. Nhưng mà phản ứng hiện giờ của nàng lại vô dụng đối với những người này. Viên Tiểu Quyển dẫn đầu nhìn vẻ mặt của nàng cảm thấy vô cùng thú vị, cười nói. Tiêu sư tỷ việc đã tới nước này còn ra vẻ như vậy để ai xem đây? Ngày ấy, ngươi tìm mẫn trưởng lão nói chuyện lại bị răng dại, không vui vẻ ra về. Lúc ấy ta thấy bộ dạng của ngươi liền biết ngươi có ý phản nghịch rồi. Lần này ngươi âm thầm chép lại hồ sơ, lại chủ động yêu cầu ra ngoài làm việc, còn dẫn theo tộc dễ của triệu gia. Bọn ta sao lại không đoán được mục đích của ngươi chứ? mẫn trưởng lão mềm lòng không muốn tự mình tới đây diệt ngươi các sư huynh khác của tẩy kim trị lại có nhiệm vụ trong người cho nên đã ra ngoài lệnh chúng ta phải mang ngươi trở về ngươi nói chúng ta có cần động thủ không vậy tiêu cầm nghe xong sắc mặt liền thay đổi điềm tĩnh nói ta phụng mệnh đi tra soát người đứng đầu lục đạo kia ngươi đừng có bôi nhọ ta tới lúc này vị thanh niên mặt trắng của lục gia cười nói Việc đến nước này nói thêm gì cũng không có tác dụng. Tiêu sư tỷ theo chúng ta trở về soát người là biết. Nếu người mang theo hồ sơ ghi chép kia, không phải mọi chuyện đều được sáng tỏ sao? Tiêu cầm nghe xong, liền trầm mặt, sắc mặt âm tình bất động. Phương Nguyên nghe xong lời ấy, cảm thấy rất hiếu kỳ. Nghĩ thầm vừa rồi, nàng chỉ đưa cho mình có một ngọc giảng, không có hồ sơ gì cả. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, tiêu cầm lại không nói thêm gì. Sắc mặt trở nên u ám, trầm mặt một lúc cũng không biết nói cái gì đột nhiên thở dài một hơi nói với phương nguyên ngươi rời đi trước ta sẽ ngăn bọn họ lại phương nguyên đứng bất động chỉ có chân mày cao lại nghĩ thầm nếu không phải ngươi nhiều chuyện ta đã rời đi rồi tiêu cầm khẽ nhíu mày trầm giọng nói sao ngươi còn chưa đi phương nguyên trầm mặt một lúc mới nói ta với ngươi không phải cùng một bọn tiêu cầm mang theo chút kinh ngạc và thất vọng nhìn phương nguyên phương nguyên lắc đầu lại bổ sung một câu ta cũng không yêu ngươi sâu đậm như vậy sắc mặt của tiêu cầm vô cùng thất vọng trầm giọng quá khẽ ngươi là kẻ tiểu nhân sợ chết người dây quanh bọn họ nghe được lời ấy lại cười ha hả dường như là không nghĩ sẽ xuất hiện một màn như vậy liếc mắt nhìn nhau một cái viên tiểu quyển cùng với nam tử trung niên tôn gia đi lên trước âm thầm khởi động pháp lực thản nhiên cười nhìn tiêu cầm Việc đã tới nước này, tiêu kiếm sư cũng không cần phải nhiều lời, theo chúng ta trở về gặp mẫn trưởng lão đi. Đừng có mơ. Tiêu cầm trầm giọng quát lên một tiếng, đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, thân kiếm rung lên, gian lên tiếng rồng ngâm. Khắp nơi tuyết bay mù mịt đột nhiên thổi quét thiên địa, giống như một đám mây mù lớn, lại giống như sóng lớn trên biển, âm âm, cuốn về phía viên tiểu quyển cùng với nam tử trung niên mặt tím, lại bao dây xung quanh, mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ. Đón một kiếm toàn lực của kiếm sư áo trắng tẩy kiếm trì, viên tiểu quyển và nam tử trung niên mặt tím không dám sơ xuất. Sắc mặt của viên tiểu quyển đại biến, nhanh chóng lui về sau, mà nam tử trung niên mặt tím kia lại kêu lên một tiếng đau đớn. Tài áo phất lên, xuất ra một tấm trắng màu đen to khoảng một trượng, đen nhánh, không biết là do vật gì tạo thành, nhấn mạnh một cái trên mặt đất tấm trắng kia đột nhiên lớn dần tạo thành một bức tường sắt cao tới mấy trượng phong tuyết vô tận đánh vào phía trên tường sắt liền bị nghẽn cuốn ngược về phía sau khi tiêu cầm đánh ra một kiếm này nhìn như là kiếm khí tung hoành dồn hết sức lực trên thực tế kiếm quang đột nhiên rung lên quá thành một luồng kiếm khí sắc bén bao phủ cả người mượn kiếm quang chạy trốn về phía đông tiêu kiếm sư tới lúc này ngươi vẫn còn muốn trốn sao người canh giữ ở phía đông chính là một lão giả dáng người nhỏ gầy mặt lam bào là đại chấp sự của khương gia hai tay của hắn để trong tay áo thấy tiêu cầm điều khiển kiếm quang giọt về phía mình cũng thấp giọng thở dài vội vàng nâng tay hợp lại trước ngực mặt đất cứng rắn ở bên người của hắn đột nhiên vỡ tan từ phía dưới chui ra hai thần tướng bằng đá cao tới bảy tám trượng thần tướng bên trái cầm đao thần tướng bên phải cầm kiếm Hồ to một tiếng liền chém về phía đào kiếm quang của tiêu cầm tiêu cầm bị một đao một kiếm ngăn cản kiếm quang nhất thời khẽ rung lên bị bắt trở lại chỗ cũ thừa dịp này nam tử trung niên mặt tím của tôn gia cùng thanh niên mặt trắng của lục gia cũng ra tay khiên sắt như núi đánh tới mà tay áo của thanh niên mặt trắng lục gia lại như rắn cuốn về phía hông của tiểu cầm thoạt nhìn bọn họ đều nương tay không sử dụng sát chiêu dường như chỉ muốn bắt Tiêu Cầm trở về, sau đó báo cáo kết quả với mận trưởng lão. Tuy rằng thực lực của Tiêu Cầm không kém, nhưng bị mấy người ở đây liên thủ cũng bị rơi vào thế hạ phong. Ở lại địa cung nhiều ngày, Phương Nguyên cũng hỏi thăm rõ thân phận của những người này, sự ra đời của địa cung vô cùng trọng yếu lại không thể quá mức ồn ào. Bởi vậy, truyền thừa chính thống của các đại gia tộc đều chưa tới, một ít người có tiếng tâm hoặc tu vi quá mạnh cũng không xuất hiện bởi vì những người này quá chói mắt, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng địa cung lại liên quan tới vận mệnh của các gia tộc, cần phái người mình yên tâm tới canh giữ, bởi vậy người được phái tới canh giữ trên tuyết nguyên đều là một số con cháu không quá thu hút, không đủ năng lực tiến vào cung luân sơn, cũng không là mất thể diện của gia tộc, nhưng duy nhất có thể cam đoan chính là người đó trung thành với gia tộc, còn có năng lực làm việc cho dù thực lực không mạnh cũng không sao ban thưởng thêm chút pháp bảo thần khí là được nhưng mà hiện giờ bọn họ lại không dám trực tiếp hạ sát thủ với tiêu cầm dù sao phải nể mặt tẩy kiếm trị cho nên lúc động thủ có chút kiên kỵ cho dù người mang theo pháp bảo cũng không dám trực tiếp xuất ra thời điểm này dây quanh tiêu cầm chủ yếu cũng chỉ là đánh nhau thấy bọn họ càng đấu càng náo nhiệt trong lòng phân nguyên cũng có suy đoán tiêu cầm là một người có lương tâm có cần cứu nàng không chứ ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu liền bị phương nguyên gạt bỏ không nên cứu thì tốt hơn lúc này tiêu cầm bị bắt về cũng sẽ không rơi vào con đường chết tẩy kiếm trì luôn là nơi bao che khuyết điểm hiện giờ trong địa cung lại rất cần người hơn nữa chỉ là chịu chút trừng phạt sau đó để nàng lập công chuộc tội mà thôi bản thân không cần thiết và nhúng tay vào chi bằng thừa dịp này bọn họ đang đấu hăng say nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân trong lòng vừa xuất hiện chủ ý này Phương Nguyên liền chậm rãi rút lui nhưng mà vào lúc này bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ vừa rồi có phải nàng đưa cho ngươi cái gì đó đúng không Phương Nguyên quay đầu liền nhìn thấy vị tiểu thư diên tiểu quyển của Triệu gia cười cười nhìn hắn dường như rất vui vẻ Phương Nguyên liền nghĩ ra Ngọc Giảng lúc trước tiêu cầm giao cho hắn viên tiểu quyển nhận được ngọc giảng thấy phía bên trong có phòng ấn không thể đọc được nội dung bên trong liền cất đi viên tiểu quyển nhìn hắn nói ta vẫn thấy người có chút không vừa mắt nàng cười cười nhìn phương nguyên sau đó tiện tay vỗ nhẹ một cái cái vỗ này vận dụng thần pháp nào đó hư không xung quanh chịu ảnh hưởng giống như là bị sức mạnh nào đó phong ấn lại sau đó nàng duỗi ngón tay nhỏ dài ra ở trên đầu ngón tay hiện ra mũi nhọn màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Lúc xẹt qua hư không, có thể nhìn thấy bên trên xuất hiện qua ngân. Dường như lần này, nàng muốn xé nhỏ hư không, nhẹ nhàng chụp lên đầu Phương Nguyên. Phương Nguyên nhíu mày, lui về phía sau từng bước. Cái vỗ của Diên tiểu quyển đột nhiên rơi vào khoảng không. Nàng ngây người một chút, dường như là không ngờ một tộc vệ triệu gia bình thường lại có thể tránh thoát chiêu thức thần thông này. Nàng còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, từng bước tiến lên phía trước, dẻ ra kim quang phóng thẳng về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài, lại một bước bước về bên trái. Viên Tiểu Quyển có chút ngay dại nhìn cánh tay của mình, dường như không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, phía bên kia, dưới sự hợp lực thanh niên mặt trắng lục da, lão chấp sự khương gia, nam tử trung niên mặt tím tôn gia, cuối cùng bức ép tiêu cầm vào một góc. Sau đó nhanh chóng lựa cơ hội cùng ra tay tiêu cầm bắn ra kiếm quang phòng ngự nam tử mặt tím tôn gia nhìn vào chỗ trống thiết thuận đánh thật mạnh vào phía sau lưng tiêu cầm mãi cho tới khi nàng phun ra máu tươi mới dừng lại chuyện lớn đã xong trái tim của bọn họ cũng ổn định nhẹ nhàng thở ra nhưng mà ngay lúc này viên tiểu quyển đột nhiên nghĩ tới cái gì đó quá sợ hãi liều mạng kêu lên hắn phương nguyên cúi đầu thở dài cuối cùng vẫn không tránh được hắn đi từng bước về phía trước lôi quang xuất hiện một quyền đánh xuyên qua ngực diên tiểu quyển động tác vô cùng nhanh nhẹn khó có thể hình dung ra ngay cả diên tiểu quyển không kịp xuất ra pháp lực để mà chống đỡ người xung quanh cũng không kịp phản ứng lúc này mới bị ánh mắt của diên tiểu quyển hấp dẫn kinh ngạc quay đầu nhìn lại sau đó phương nguyên thừa dịp này dưới chân nhanh chóng thi triển bộ pháp ngộ ra từ trong trận đạo lóe lên đi thẳng đến sau lưng của nam tử trung niên mặt tím kiếm quang màu xanh bay xẹt qua ánh mắt của người này lập tức lồi ra một khắc tiếp theo thiên địa trước mắt liền quay cuồng cái đầu thật lớn nhanh chóng lăn trên mặt đất bị gió tuyết che lấp trong thiên địa rét căm căm này tu sĩ kim đan cũng không thể khiến cho thần hồn rời xác đầu rớt chính là đã chết mà thừa dịp đầu của nam tử trung niên mặt tím rơi xuống hoặc có thể nói phương nguyên nháy mắt tới gần người chém ra một kiếm tới trước người của thanh niên mặt trắng lục da pháp lực bản thân khởi động tới cực điểm điên cuồng tăng giọt lôi quang vô tận gào thét phóng ra dùng hết toàn lực nghiền ép ra ngoài thanh niên lục da kia vốn đã dùng tới pháp lực ở trong lúc cấp thiết nhưng mà chung quy không có căn cơ vững chắc bằng phương nguyên dưới lực nghiền áp mạnh mẽ này cốt cách cùng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đã bị dở nát, sau đó biến thành một bãi thịt nát. Rốt cục, ngươi, ngươi là ai chứ? Đại chấp sự Khương Gia là người cuối cùng bị chém, sắc mặt đại biến, hai đại thần tướng bên người lập tức dùng đao kiếm chém về phương nguyên. Cùng lúc đó, hắn cũng vội vàng trốn chạy, tay phải dung lên cao. Trong tay của hắn nắm một thiết đồng màu đen, chính là phong quả lôi tính. Lúc này, thần thức vận chuyển bên trên tuyết nguyên vô cùng gian nan phong quả lôi tính chính là phương pháp hiệu quả nhất nơi đây cách địa cung rất gần nếu để cho hắn đưa tin tức ra ngoài chỉ sợ là cao thủ nguyên anh trong địa cung sẽ lập tức đến đây chương năm trăm ba mươi bảy phong quả lôi tính sinh tử cũng chỉ trong gan tất tuy rằng ra tay đột ngột thậm chí gần như là đánh lén hơn nữa những người này đều không phải là cao thủ đứng đầu trong các gia tộc nháy mắt khi mà Phương Nguyên ra tay, họ đều không kịp phản ứng, nhưng mà liên tục chém giết nhiều người như vậy khiến cho Phương Nguyên đã tới cực hạn. Bởi vì trong lòng Phương Nguyên rất rõ, hiện giờ thứ tạo ra uy hiếp đối với hắn không phải là những người này, mà là phong quả lồi tính trong tay của bọn họ. Gió tuyết ở trên tuyết nguyên mãnh liệt, cuồng phong gào thét, khiến thần thức truyền âm và ngọc phù truyền âm đều bị suy yếu. Bởi vậy, những cao thủ trong địa cung liền tìm thợ thủ công tạo ra bảo bối đưa tin này. Một khi mà nổ, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảnh báo đúng lúc. Bản thân lo lắng, đề phòng như đứng trên miếng băng mỏng. Thật là giấc giả mới có thể an toàn rời khỏi địa cung. Nếu thời điểm này lại bị bọn họ phát ra tin này, khiến cho cao thủ địa cung kéo tới, như vậy hắn sẽ chịu kết cục thất bại trong gàn tất. Cũng vì thế, sau khi thấy được thiết đồng trong tay của lão già gầy yếu, lòng phương nguyên nhanh chóng trầm xuống sau khi đại chấp sự Khương Gia liêu mạng lui về phía sau. Hai đại thần tướng ở bên người lại dội dàng múa đào kiếm chém về Phương Nguyên. Phương Nguyên nhanh chóng, vẽ ám thư, bất tử liễu lôi linh, thanh lý cùng chu tước đều từ bên người hắn giọt tới, nhanh chóng đuổi về phía trước. Thanh lý cùng chu tước tiến về hai đại thần tướng kia, khóa chặt đào kiếm của bọn họ, mà bất tử liễu lôi linh lại quá ra trăm ngàn cành liễu quấn quanh như linh xà bay ra bên ngoài, nháy mắt đã tới trước mặt của lão chấp sự kia. Thì ra ngươi là... Hiện giờ, thiên cương ngũ lô dẫn đã là chiêu bài thần thông của Phương Nguyên, còn nổi tiếng hơn so với thành thiên lai kim gia. Lão giả kia thấy dài lôi linh liên đoán ra thân phận Phương Nguyên. Trái tim kinh hãi dội vàng bay vút về phía sau. tay áo tung bay xuất hiện một phi kiếm màu đen, hung hăng đánh về phía cành liễu trước người. Đồng thời tay vải vẫn liều mạng đưa lên cao dội vàng chuyển pháp lực bản thân chuẩn bị rót vào bên trong phong quả lôi tính này. Bảo vật đưa tin thế này chỉ cần rót vào một chút pháp lực sẽ được mở ra. Thời điểm chưa bộc phát hoàn toàn, Phương Nguyên không kịp thi triển quyền hoàng nhất khí tiễn. Cái đó cần một khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể cắn chặt răng, thân hình bắn ra, đồng thời liều mạng kích phát kiếm ý. Cho dù thế nào thì kiếm ý vẫn là nhanh nhất, cũng là thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất nhất là vào thời điểm cần tranh thủ cướp lấy một con đường sống. Lúc này, ngay cả Phương Nguyên cũng cảm giác cả người mình rung lên. Kiếm ý gào thét, nhanh chóng phóng ra. Vào thời điểm này, Phương Nguyên lại cảm thấy kiếm ý của bản thân dường như tăng lên không ít. Xuất hiện xung quanh, sau đó tạo thành một hình dòng cung, nhanh chóng bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, lóe lên bên trong phòng tuyết. Phương Nguyên lão toét, người chết chắc rồi. Vào thời điểm đó, đại chấp sự của khương gia kia đã rót pháp lực vào quát chói tay nhìn phương nguyên nhưng mà sau đó hắn lại cảm giác không ổn vừa quay đầu liền thấy tay phải của mình rơi xuống dưới trong nhảy mắt phương nguyên đã chặt cánh tay phải của hắn đại chấp sự khương gia kinh hãi liêu mạng tiến lên muốn dùng tay trái bắt lấy phong quả lôi tính kia nhưng mà bất tử liễu lôi linh đã sớm đi lên giữ chặt hắn giống như cái bánh chừng vẻ mặt phương nguyên căng thẳng bay một vòng nhào tới bên người của lão giả trực tiếp chụp nát đầu của hắn sau đó dội vàng quay người liền thấy phong quả tính kia nở rộ một tia hồng quang bộ dạng giống như sắp nở rộ vậy mới biết là vừa rồi lão giả kia đã rót vào bên trong phong quả lồi tính một chút pháp lực hiện giờ vật ấy đã bị dẫn động sắp bùng nổ trên trán của hắn tràn ngập gần xanh dội vàng tạo ra một pháp ấn Cóc lôi lên bên người của hắn bỗng nhảy ra há to miệng, mà Phương Nguyên lại nhấc chân nhanh chóng bỏ phong quả lôi tính vào trong miệng của con cốc trước khi nó bùng nổ. Phong quả lôi tính tạo thành một hồng quang rộng lớn trong bụng cốc, lao nhanh khắp nơi, cuối cùng hóa thành một trận mưa ánh sáng, chẳng qua không ai có thể xem được. Mãi tới khi làm xong tất cả, Phương Nguyên mới chậm rãi thả ra một hơi, thần kinh căng thẳng khẽ buông lỏng. Gió lạnh đập vào mặt chỉ cảm thấy băng hàng thấu xương hẳn là đã toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự rất hung hiểm. Chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, phong quả lôi tính phát nổ sẽ thông báo đến các cao thủ của địa cung. Nhưng cũng may, cuối cùng vẫn không gặp chút nguy hiểm nào. Mấy người này không truyền tin thành công, bản thân sẽ có cơ hội trốn thoát. Ít nhất, hắn có thể tranh thủ thời gian chạy trốn chết trước khi địa cung phát hiện ra thi thể của bọn họ trong lòng lo lắng cũng không dám chậm trễ phương nguyên nhanh chóng nuốt hai viên đang hệ quả trong bão khố dội vàng vận chuyển pháp lực muốn chạy trốn nhưng mà lúc này hắn đột nhiên ngẩng người phát hiện có chút không ổn rồi phía sau của hắn đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ hắn di chuyển thân hình sau đó thấy một đoàn hồng quang bay thẳng về phía chân trời bay tới giữa không trung đột nhiên quá thành nhiều điểm sáng rực rỡ bay múa chậm rãi rời xuống, hào quang kia cực kỳ chói mắt, cho dù phía trên tuyết nguyên ở cách xa mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Đáy lòng của Phương Nguyên bỗng nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn theo mưa ánh sáng nhìn xuống, liền thấy tiêu cầm nằm trên băng tuyết. Lúc này, ánh mắt của nàng có chút hoảng sợ nhìn Phương Nguyên, trong tay đưa ra một thiết đồng màu đen, khói nhẹ chậm rãi tản ra ngoài. Không ngờ lại là ngươi. Ánh mắt của Tiêu Cầm và Phương Nguyên đang xen nhau, sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên phức tạp, nhưng mà rất nhanh lại bị ý xấu hổ thay thế, lớn tiếng thét. Lã gàng của ngươi thật lớn đấy, chúng ta đi khắp nơi để tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dám trà trộn trong địa cung, còn muốn lừa bịp ta, nhưng cũng vô dụng thôi, phong quả lôi tính vừa phát ra, gia vị trưởng lão sẽ lập tức chạy tới giết ngươi, ngươi chạy không có thoát đâu. Phương Nguyên bình tĩnh tới lạ thường, ngay cả chút cấp bách vừa rồi cũng đã biến mất. Hắn lẳng lặng nhìn tiêu cầm thản nhiên nói, chẳng phải lúc đó ngươi muốn truyền tin tức này ra ngoài sao? Không hẳn là vậy. Tiêu cầm cắn răng nói, ta chỉ muốn nói cho đạo quá trưởng lão tẩy kiếm trì ta. Không sai, ta hiểu. Phương Nguyên đi từng bước tới trước người nàng, mặt không thay đổi nói. Người chung quy cũng giống như bọn họ, Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ tạo ra tổn hại thanh danh vô cùng lớn đối với tại Kim Trị. Cho nên mang chuyện này nói cho trưởng lão tại Kim Trị. Nhưng mà ngươi lại nghĩ nếu nói cho người khác sẽ lại gây ảnh hưởng tới ích lợi của tại Kim Trị. Hắn cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên lại nói tiếp. Hiện tại ngẫm lại, ngọc giảng dừa rồi của ngươi đưa ta cũng là giả, đúng không? Ngươi muốn ta đi truyền tin hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài, sau đó tự mình mang theo hồ sơ đi bằng con đường khác. Tiêu cầm nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, sắc mặt có chút quảng sợ. Ta! Phương Nguyên thở dài nói, không cần nhiều lời. Vừa nói, liền chụp tới, đánh nát xương sọ của nàng. vẻ mặt của tiêu cầm cứng ngắc mang theo một sự ngỡ ngàng. Phương Nguyên duỗi tay, lấy túi càng khôn bên hông xuống, nghĩ thầm nếu như tiêu cầm thật sự chép lại hồ sơ. Như vậy, những hồ sơ này ở ngay trong túi càng khôn của nàng. Nói không chừng, hồ sơ này có tác dụng hơn so với việc bản thân tự đi tra xét khi hắn đứng thẳng liền cảm ứng hư không phía xa dường như là động lại có bốn luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ lần lượt tiến tới trong lòng nhanh chóng đưa ra một lựa chọn phương nguyên không trực tiếp trốn thoát mà lấy ra vô số trận kỳ thu cấm linh tinh ngọc trụ và một vài thứ khác từ trong càng khôn túi sau đó tay trái của hắn thôi diễn tay phải bày trận thân hình chạy bốn phương tám hướng chỉ trong vòng chưa tới mấy nhịp thở, hắn đã bày ra một đại trận bảo vệ mình ở chính giữa. Nhưng vào lúc này, có bốn luồng khí tức hùng hồn tới cạnh hắn, dường như là đối phương sẽ rách hư không để tiến tới. Lúc khí tức xuất hiện, đã khiến gió tuyết thiên địa động lại. Một khắc này liền thấy gió tuyết bào táp quanh thân phương nguyên quá thành một lốc xoáy thật lớn. Sau đó, lốc xoáy này chậm rãi tiêu tán, gió tuyết ngừng thổi, bốn vị tu sĩ mặc bào phục khác nhau xuất hiện ở bốn phía. Chỉ dựa vào khí tức trên người của bọn họ, Phương Nguyên có thể nhìn ra tu vi. Nguyên Anh, bốn vị cao thủ Nguyên Anh tọa trấn ở địa cung đều đã tới đây rồi. Chương 538, không thể trốn thoát. Chuyện địa cung ở Tiết Nguyên liên quan đến nhiều vật tư như vậy lại có tác dụng trọng yếu. Những gia tộc phía sau tất nhiên không dám lơ là chẳng qua bọn họ làm việc cẩn thận lại không muốn để cho thiên minh chú ý, bởi vậy cao thủ được phái tới trên Tuyết Nguyên không nhiều, ngoại trừ một số chỗ trọng yếu cũng không có trên Tuyết Nguyên, hiện giờ trấn thủ tại Địa Cung cũng chỉ có bốn vị nguyên anh, với một nơi có tầm quan trọng như Địa Cung, bốn vị nguyên anh không được xem là nhiều, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh, mà hiện giờ bốn vị nguyên anh đều đuổi theo ra ngoài dây quanh mình. Phương Nguyên cúi đầu thở dài, càng vào thời điểm nên kinh quản, hắn lại càng thấy bình tĩnh một cách kỳ dị. Tới lúc này, cho dù kinh quản thì cũng đã muộn rồi. Người thật là to gan. Người nói chính là Nguyên Anh phía đông, tướng mạo của người này cao gầy như một con hổ bệnh, khí tức trên người trầm ổn, y bào của hắn chậm rãi tung bay trong gió tuyết, có thể thấy được chân thân của hắn. Những Nguyên Anh tu sĩ này vốn có thể mượn Nguyên Anh thoát xác ngưng tụ pháp tướng một ý niệm ngàn dặm nhưng mà bọn họ lại không dám làm vậy trên tuyết nguyên bởi vì phía trên tuyết nguyên quá mức rét lạnh cuồng phong gào thét xúc động pháp tướng rất dễ bị âm phong thổi tan ánh mắt của đại tu nguyên anh này chậm rãi nhìn xuống phía dưới thời điểm thấy thi thể của đám người diên tiểu quyển sắc mặt trở nên vô cùng khó coi một chút thần niệm phóng ra tiến vào trong thi thể của những người kia ngăn cản gió tuyết sau đó nhìn phía phương nguyên nơi đẩy mắt mang theo một chút phẫn hận khó có thể hình dung. Lã Gàn lớn là nhóm của các ngươi mới đúng đấy." Phương Nguyên đứng bên trong pháp trận, trên mặt không có chút biểu tình gì, giống như quên đi sợ hãi cùng lo lắng, loại bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực, sau khi mà nghe được lời nói của đối phương lại trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía đại tu nguyên anh kia. đón ánh mắt của hắn quá khẽ, đại kiếp nạn sắp buồn xuống, thiên hạ nguy nan, các ngươi lại sinh ra hai lòng vào thời điểm thiên hạ gặp phải bước ngoặt to lớn xây dựng địa cung ở đây để mà tránh đại kiếp nạn ai có thể có lá gan lớn hơn các ngươi chứ vị đại tu nguyên anh như hổ bệnh kia nghe xong lời này liền nhướng mày lạnh lùng nhìn phương nguyên còn kiến còn muốn sống huống chi là con người mấy thế gia bọn ta xuất lực mấy ngàn năm cho tiên minh giúp đỡ hắn có thành tựu cỡ này công lao lập được chẳng lẽ còn ít hơn tiểu nhi nhà ngươi sao hiện giờ chúng ta xây dựng địa cung trên tuyết nguyên cũng là vì lưu lại một đường hương khói cho nhân gian thế có gì là sai chứ lưu lại hương khói cho nhân gian sao trong lòng phương nguyên tức giận ngẩng đầu nhìn hắn quát lạnh các người là đang làm bẩn khí giận nhân gian hắn vô cùng phẫn nộ lời nói nghẹn lại nhiều ngày trong trái tim đều được bộc phát đại kiếp nạn không phải loạn thế loạn thế tới rồi cũng sẽ qua Lúc Long Xà nổi lên bốn phía, tranh giành thiên hạ là vì mưu quyền. Nhưng mà hôm nay chúng ta đang độ kiếp. Nếu không thể độ được đại kiếp nạn, tất cả sẽ thành vô ích. Các người để lại nhiều tài nguyên như vậy trên tuyết nguyên có tác dụng gì, cũng chỉ là chết chậm hơn người ở Ma Biên một chút mà thôi. Lúc đó, ngay cả thiên nguyên cũng không còn tồn tại các người mưu quyền để làm gì. Lời nói trước mặt Nguyên Anh thật là sảng khoái mà nghe hắn nói xong trên mặt của các vị nguyên anh đều hiện lên chút tức giận thậm chí có chút xấu hổ một lão bà mặc kim bào bước lên phía trước khẽ quát to tiểu nhi ngu ngốc ngươi tu luyện được bao nhiêu mà dám chỉ điểm thiên hạ vậy phương nguyên xoay người nhìn bà điềm tĩnh nói mặc dù tu vi của ta không cao nhưng có thể biết thiên hạ hưng vong là do thất phu đấy thanh âm của hắn vô cùng phẫn nộ truyền đi rất xa trong gió tuyết sau đó, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, ánh mắt trầm thấp chờ mấy người này trả lời. Nhưng mà đối phương rõ ràng không trả lời hắn, vẻ xấu hổ trên mặt càng lúc càng sâu. Một lão giả lưng rùa Phi Nam đã có chút không còn kiên nhẫn, hung hăng dung quải trượng lên cười lạnh nói: "Cần gì phải nói nhảm với cái tên tiểu tử đọc sách ngu dốt này, trực tiếp giết chết đi." Mấy vị nguyên anh ở đây đều có ý này, từng bước tiến về phía trước phong tuyết ở đây nhanh chóng tăng lên chậm rãi gào thét nhưng vào lúc này một tiếng kiếm ngâm đột nhiên gian lên réo rắc tới cực điểm chính là một nữ tử cầm kiếm đứng ở phía bắc là nguyên anh kiếm tiên mẫn trưởng lão của tẩy kim trì nàng ta thản nhiên nhìn phương nguyên nói ta thật sự không ngờ gan của tiểu nhi ngươi lại lớn đến vậy không cho ngươi vào tiết nguyên ngươi không nên tiến vào khắp nơi cho tìm ngươi ngươi lại thay đổi diện mạo chạy vào trong địa cung Nàng ta vừa nói vừa thấp âm lượng, dường như là đang lo lắng. Một lúc lâu sau ngẩng đầu nói, lúc này chúng ta không có lý do tha cho người, nhưng mà ta không muốn trực tiếp chém giết người, người nên ngoan ngoãn, bó tay chịu trói đi. Những vị nguyên anh khác nghe xong đều có chút khó hiểu nhìn nàng. Dường như không rõ, đã tới lúc này vì sao mà không trực tiếp chém xuống một kiếm, lại muốn mang hắn về. Mà Phương Nguyên nghe xong những lời này lại thẳng lưng đón phòng tuyết. Hắn nhìn chăm chú vị Nguyên Anh kiếm tiền kia thấp giọng nói Người có thể hạ ta sao? Những vị Nguyên Anh xung quanh nghe được lời ấy đều ngẩn ra sau đó lại phá lên cười Tiếng cười này không phải là giả bộ là thật sự cảm thấy vô cùng thú vị giống như là thấy một tiểu hài tư đang uy hiếp người lớn Lão giả phi nam cười khanh khách vài tiếng sau đó đánh giá Phương Nguyên cười nhẹ nói Tiểu nhi nhà ngươi, được người ta gọi là người đứng đầu lục đạo, liền không biết tự lượng sức mình sao? Hiện giờ bốn người chúng ta trong này đều nhìn thấy ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể trốn thoát được à? Bọn họ đều cảm thấy giống như là trò đùa, bất lực thở dài một tiếng, chuẩn bị ra tay bắt Phương Nguyên lại. Nhưng mà vào lúc này, Phương Nguyên lại có chút bình tĩnh, chỉ cúi đầu yên lặng tính toán. Lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, nhìn Nguyên Anh tu sĩ nói: "Hiện tại cũng đã tới lúc rồi." Gia vị Nguyên Anh nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn liền ngẩn người. Và lúc này đột nhiên nghe được tiếng rầm rầm liên tiếp truyền tới từ phía Đông địa cung, Ngay sau đó đột nhiên nhìn thấy phía địa cung có vô số hồng quang phóng lên không trung, sau đó hóa thành mưa quang phủ kín nửa bầu trời. Gia vị Nguyên Anh nhất thời kinh hãi cùng quát lên: Ngươi đã làm cái gì? Phương Nguyên canh giữ trong trận vẻ mặt không thay đổi nói. Nhiều ngày nay ta vẫn luôn ở trong địa cung. Bị các ngươi an bài đi tu sửa đại trận. Nhóm các ngươi đã biết ta là người đứng đầu lục đạo. Chắc chắn biết sở trường của ta là trận đạo. Cộng thêm việc khổ luyện. Nếu như có thể bày trận cũng có thể phá trận. Âm thầm thay đổi một số chỗ quan trọng có thể khiến cho đại trận của các ngươi bị quỷ thôi mấy vị nguyên anh nghe thấy liền tái mặt giận tím người có người trực tiếp đánh ra một chưởng chụp xuống phía dưới nhưng cũng vào lúc này lão giả lưng rùa kia lại quát lên đại trận địa cung quan trọng hơn đó là mạch máu lục sư tỷ hổ chân nhân hai người các ngươi nhanh chóng trở về xem xét địa cung không để cho hắn phá quỷ căn cơ đại trận hai người chúng ta ở lại đây bắt hắn nghe xong lời nói của hắn lão bà áo vàng cùng nam tử như là hổ bệnh kia chỉ do dự chốc lát liền lập tức xoay người bước đi. Trong lòng của bọn họ vô cùng lo lắng, thứ quan trọng nhất trong địa cung chính là quyền thiên ngự cung đại trận kia. Đó là mạch máu của địa cung, hiện giờ nghe nói xảy ra vấn đề lại thấy địa cung phóng ra tín hiệu khẩn cấp như vậy, sao có thể không lo chứ? Hơn nữa hiện giờ, người đứng đầu lục đạo kia tự dây mình trong trận, chỉ cần hai nguyên anh cũng đủ bắt hắn rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết những phiền toái trong địa cung trước, tránh cho việc nó bị phá hủy thêm nữa. Mẫn trưởng lão, chúng ta không cần khách khí với hắn, trước tiên phải đập nát tiểu tử này thành từng mảnh cái đã. Trong hai vị nguyên anh còn lại, vị lão giả lưng rùa kia không khách khí nữa. Hắn biết rõ đạo lý, đêm dài lắm mộng, trực tiếp phi thân lên, gõ thật mạnh xuống chỗ của Phương Nguyên. Nguyên Anh toàn lực xuất ra một kích quy lực đáng sợ tới mức nào một trượng đánh xuống khiến cho cuồng phong tàn sát bừa bãi trong hư không linh quang mắt thường có thể thấy tràn ngập hơn nữa không trung giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ trấn áp xuống nếu so sánh những hiện tượng biến hóa trên bầu trời do cây gậy này gây ra pháp trận của phương nguyên quả thật vô cùng ảm đạm vào lúc này nguyên anh kiếm tiên mẫn trưởng lão vẫn thờ ơ lạnh nhạt dường như đang bảo vệ hư không phía nam tuy rằng Nàng nhìn ra được đại trận của Phương Nguyên bày ra không phải tầm thường, nhưng mà cũng biết đại trận này không có tác dụng gì dưới một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh. Lão giả lưng rùa kia cũng không đi phân tích đại trận Phương Nguyên là gì. Trận tuyến ở chỗ nào, trực tiếp đập mạnh xuống một gậy cũng đủ khiến cho tòa đại trận này biến thành những mảnh nhỏ rồi. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng biết được điều này, nhưng mà hắn vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn lão giả lưng rùa kia gõ xuống một trượng như vậy ngay lúc một trượng này gõ xuống đại trận hắn thở dài một hơi đột nhiên xoay người đại trận nhanh chóng nghịch chuyển tất cả sức mạnh đều kéo về phía trung tâm lão già lưng rùa gõ xuống một trượng kia vốn đã chuẩn bị việc trận quan đại trận chống cự lại nhưng mà không ngờ đại trận này bỗng nhiên sinh ra một lực hấp dẫn mãnh liệt ngược lại kéo quái trượng của hắn tới khiến cho lòng hắn nhất thời kinh hãi tâm thần thay đổi vận chuyển thần lực hung hăng kéo quái trượng lại mà tiếp theo sau khi đại trận co rút tới cực điểm lại đột nhiên khuếch tán lực kéo của lão giả quá nặng nhất thời không thể thu trực tiếp lui lại trong hư không trước mắt xuất hiện một mảng phong tuyết cuồn cuộn hả dị biến bất thình lình xảy ra như vậy ngay cả mẫn trưởng lão ở giữa không trung cũng khẽ nhíu mày tâm tư rối bời nàng vốn nghĩ phương nguyên đột nhiên bày ra đại trận là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không ngờ hắn biết mình không thể ngăn cản được liền trực tiếp phá mở đại trận suýt nữa đã khiến cho nguyên anh chịu thiệt rồi còn thuận tay làm loạn tình thế phần quyết đoán và phản ứng này khiến cho nàng có chút xem trọng liếc mắt nhìn phương nguyên một cái ánh mắt nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một thanh khí nhanh chóng đi ra từ trong mây khói cuồn cuộn nhanh chóng chạy trốn về phía xa kiếm thức của mạnh trưởng lão này tìm tòi một lúc liền biết đó chính là thực thân của phương nguyên liền khẽ thở dài chậm rãi lắc đầu thực lực trên là tuyệt đối làm những cái này có tác dụng gì chứ thở dài một tiếng đột nhiên rút ra mọc kiếm bên hông từ giữa không trung chém xuống một kiếm chốc lát sau kiếm khí vượt qua đất trời trảm thẳng về phía sau của phương nguyên các bạn vừa nghe xong tập 117 đại kiếp chủ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt